Ok, xin chào các bạn đã đến với những video dạy hát hay. Ok, của mình là thầy Phong Hai Nốt. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn ca khúc Nơi Tình Yêu Bắt Đầu của Bùi Anh Tuấn, cậu Tuấn. Có người, một bạn comment mình kêu mình hát bài đó đi, bài Nơi Tình Yêu Bắt Đầu chỉ cho mọi người. Thì mình thích bạn, bạn đó thích bạn này. Để mình chút xíu rồi mình xem coi ai vậy, ai comment anh mình này. Đây à. Quá nhiều. Chạy tung tin hết. À, nói chung là có bạn hướng dẫn có tiêu vậy, cái đó mình sẽ điền tên lên trên đây. Ok, rồi xong rồi đi, mất thời gian quá. Ok, nơi tình yêu, tại bài này mình cũng rất là thích hát, mình thích hay. Bây giờ hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho bạn bài Nơi Tình Yêu Bắt Đầu của Bùi Tuấn, rồi sáng tác của ai mình không biết luôn. Google. Đấy, lỡ rồi bấm luôn. Nhạc sĩ Tiến Minh. Một sáng tác của nhạc sĩ Tiến Minh Hà Nội. Ok, nhạc sĩ Tiến Minh là chuyên về các bản ballad nhẹ nhàng tình cảm bay bổng đây, y chang bài này. Và bây giờ mình vô nha, bài này cao nào, cao. Lần đầu thì cũng không cao dữ lắm đâu, bạn chỉ cần là bạn biết hát giọng falsetto á, giọng gió, rồi giọng mix voice mà sử dụng mix voice điêu luyện chút xíu, nhuần nhuyễn chút xíu ha. Là mình sẽ thử cho bạn nghe câu đầu tiên nha. Lấy cái tông, nó đúng cái tông mà vô chật lết nè. Giờ ta quen nhau đã bao lâu rồi hỡi đêm đêm có hay. Đúng không, chính xác không? Quá chính xác rồi. Yo. Ta quen nhau đã bao lâu rồi hỡi đêm đêm có hay, đêm có hay, đêm có hay, đêm có hay, đêm có hay. Ồ, nó phải bật hơi như vậy á, nó tạo cảm giác có hay, giống như là cút hà. Cút hà có hay đó. Ta quen nhau đã bao lâu rồi hỡi đêm đêm có hay, mà giọt buồn hoài vương trên môi mặt đắng. Ta quen nhau đã bao lâu rồi hỡi đêm, sao vẫn mãi đắng dài để mình ta với con. Ok, Miss Voice, falsetto. Ok, thoải mái thôi. Nếu mà các bạn tập quen cái kỹ thuật mà Miss Voice mà di chuyển từ chest, head, thoải mái. Miss Voice từ cầm lên tới trán, đó, lên tới trán, lên tới đầu đấy. Một cách thoải mái nhất là các bạn sẽ điều khiển cái giọng hát mình ok lắm. Và ballad thì cho thêm miếng falsetto nữa, nhiều lắm, cho nhiều một falsetto lên để cho nó cảm giác nó bay bay, nó bay bay. Bài này hợp với giọng nam cao nha, Bùi Anh Tuấn là nam cao, nam rất cao. Ok, lại một lần nữa. Ta quen nhau. Đó, giọng miss nó nằm ở, nó rung động trên cái phần mặt này. Ta quen nhau và falsetto. Ta quen nhau. Miss. Ta quen nhau. Falsetto vô, gió vô. Ta quen nhau đã bao lâu rồi. Đó, hai vô. Ta quen nhau đã bao lâu rồi. Mà giọt buồn hoài vương trên môi mặn đắng. Ta quen nhau đã bao lâu rồi hỡi đêm, sao vẫn mãi đêm dài để mình ta với con tim khô cằn xa băng.
Rồi, câu tiếp theo nha. Đêm hôm qua bỗng nhiên anh nhìn thấy em trong giấc mơ. Đó, falsetto kết hợp một chút mid voice vào trong đó. Ok. Mơ. Và tự nhiên chứ không có gì đâu phải khó. Mình ngồi cạnh thật lâu bên nhau. Nhớ nhạc. Lặng lẽ, lặng lẽ, lặng lẽ. Đâu, lặng lẽ là falsetto kết hợp với mid voice. Lặng lẽ, lặng lẽ, mình ngồi cạnh thật lâu bên nhau. Lặng lẽ. Đó, vậy mới tình cảm chứ đừng bên nhau lặng lẽ. Hát kiểu đó nghe lặng lẽ luôn. Lặng lẽ, no. Mình ngồi cạnh thật lâu bên nhau. Lặng lẽ. Đêm nay mơ bỗng nhiên anh lại nhớ em trong cơn gió đang về. Phải chăng khi biết yêu giấc mơ là nơi bắt đầu. Rồi cái chữ này nè. Nay mùa đông ơi xin hãy. À lộn. Nay mùa đông ơi xin hãy. Sớm quá, đừng có đại dạy, đừng đừng có hãy. No. Nay mùa. Từ trên gò má đưa ra nè, âm thanh nè. Nay mùa đông ơi xin hãy. Xin hãy. Nay mùa đông ơi xin hãy. Làm tuyết rơi để trắng lối em anh về. Nay mùa đông ơi xin hãy. Làm tuyết rơi để em. À, bạn thích để em hay là để em? Để em bên anh cần em. Nhẹ nhàng tình cảm thôi. Ở vừa, nó sự cân bằng giữa sức mạnh và độ nhẹ nhàng thì nó nằm ở đây nó sẽ hay hơn ha. Ở giữa. Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi. Đó, falsetto kết hợp với miss. Để em bên anh cần em. Nhẹ nhàng không quá mạnh cũng không quá nhẹ. Và thời gian ơi xin hãy ngừng trốn đây. Để những dấu yêu đông đầy. Một vòng tay anh khao khát. Một giấc mơ anh đã yêu em. Người ơi. Đó, thì khi mà bạn hát, bạn phải tạo ra cái chất của mình. Ví dụ như mình có một cái thói quen đó là hay thì một vòng tay anh khao khát. Một vòng tay anh khao khát. Một giấc mơ anh đã yêu em. Người ơi. Đó, nhưng mà đừng có lạm dụng nó nhiều quá. Một vài chỗ để cho người ta thấy là có điểm nhấn ha, ha, hay hay lạ lạ. Mang style Đàm Vĩnh Hưng phối hợp với Bùi Tấn Đồ. Ha, ok. Rồi, vậy thôi. Nhưng mà có hút lên tông nè. Bây giờ cái này nó mới gây cấn nè. Bài này như đó là hết rồi, đâu có gì đâu. Lát lặp lại cũng y chang. Đêm hôm. Vô, lặp lại nè. Đêm hôm qua bỗng nhiên anh nhìn thấy em trong giấc mơ. Mình có thể thay đổi một chút xíu, mình hát mid voice nhiều hơn, falsetto bớt một chút, falsetto bớt một chút. Không thôi bài nó buồn ngủ lắm. Mình ngồi từng thật lâu bên nhau lặng lẽ. Đêm nay mơ bỗng nhiên anh nhìn thấy em trong cơn gió đông về. Mid voice chuẩn luôn ha. Đêm nay mơ bỗng nhiên anh lại nhớ em trong cơn gió đông về. Phải chăng khi biết yêu giấc mơ là nơi bắt đầu. Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi để trắng lối em anh về. Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi để em bên anh cần em. Và thời gian ơi xin hãy ngừng trốn đây để như sâu yêu đông này. Một vòng tay anh khao khát. Một giấc mơ em đã yêu. À lộn, anh đã yêu em. Người ơi.
Này mùa đông ơi. Đó, từ lên luôn. Nhảy nè. Này, từ cho lên tầm. Đây là lên tới rơi thứ nha. Từ nhà ra nhảy lên rơi thứ là đúng chuẩn tông của bộ anh Tuấn nè. Này mùa đông ơi, này mùa đông ơi xin hãy chật lớp tâm luôn. Hi. Này mùa đông ơi xin hãy làm tiếc rơi để chẳng lối em anh về mít vôi. Này mùa đông ơi xin hãy làm tiếc rơi mít thật chắc nè. Để em biết anh cần em, để em biết, để em biết anh cần em. Và thời gian ơi xin hãy nức nở lên. Và thời gian ơi xin hãy ngừng trốn đây, để những dấu yêu đông đầy một vòng tay anh khao khát một giấc mơ. Anh đã yêu em người ơi. Nhẹ lại. Người ơi. Rồi thấy sao? Sao? Ổn không? Ổn không? Đó, thì khi các bạn làm chủ được Miss Voice, các bạn làm chủ được cái làn hơi của mình, các bạn phải thả hồn vào cạo trong đó. Này mùa đông mơ xin hãy làm tiếp rơi, để em biết anh cần em. Và thời gian ơi xin hãy ngừng trốn đây, để những dấu yêu đông đầy một vòng tay anh khao khát một giấc mơ. Anh đã yêu em, người ơi. Anh đã yêu em, người ơi. Ok. Rồi, đơn giản như vậy thôi ha. Đây là một ca khúc rất là hay và mình cũng rất là thích. Một sáng tác của Tiến Minh và được trình bày bởi Bùi Anh Tuấn. Nhưng mà trước đó là của anh Bằng Kiều và Lâm Anh. Rất là rõ ràng. Chứ không phải là Bùi Tuấn gì hát sau thôi. Sau này mà với bản phiên bản đó thì tự nhiên nó lại hot. Hot hoàn hợp với thị trường Việt Nam thời điểm đó ha, nhờ giọng ca rất là ballad và trữ tình của Bùi Anh Tuấn. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video và nhớ thích thì hãy đăng ký like kênh, chia sẻ video này và cùng nhau chúng ta sẽ thảo luận, học hỏi và hát hay hơn. Chúng ta sẽ cùng nhau hát hay hơn nhé. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye. Chúc một ngày vui vẻ. Bye bye, see you.